Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái bơm trợ lực lái của xe Mitsubishi từ đời 2001 đến 2015. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp, đã được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Với cái sản phẩm dòng này thì tôi sẽ sử dụng cho xe Mitsubishi đời chạy chế thì từ lốc điều hòa này đến bơm trợ lực lái của nó sẽ là chạy buli bản A một rãnh. Đây là phía đầu của bơm trợ lực lái, đây là hai ống để ra dẫn ra. Phía đây là sau đuôi bơm, trong bơm nó là cánh quét. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp nên anh em nhìn này. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đấy là chính là cái bơm trợ lực lái của xe Mitsubishi chạy chế 2001 đến 2003. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 076 9086 333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 085 67 2722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.